Có bao giờ các bạn thắc mắc là với khoảng tầm hơn 200.000 thì các bạn có thể mua được nước hoa chính hãng hay không? Chất lượng của nó như thế nào? Thì video này sẽ trả lời câu hỏi đó của các bạn. Trước đây khi mà mình bắt đầu biết tới nước hoa ấy, thì những cái cộng đồng, những cái nhóm, những cái trang trao đổi về nước hoa ở Việt Nam chưa thực sự nhiều. Ở cái thị trường Việt Nam về nước hoa lúc đấy nó cũng rất là ít, hạn chế. Và chỉ có mỗi việc là các bạn ra trung tâm thương mại hay là các bạn nhờ những cái người quen ở nước ngoài xách tay về thì có thể mới có. Và đặc biệt là chủ yếu đều là những cái chai nước hoa designer, những cái chai kiểu giá rẻ thì cũng rất là ít, nít cũng rất là ít. Và đó cũng là cái lý do mà mình làm những kênh YouTube này để có thể chia sẻ, gợi ý các bạn những cái mùi hương ngon, bổ rẻ trong tầm giá. Đặc biệt là những cái bạn học sinh, sinh viên không có quá nhiều tài chính. Quan trọng nhất đó là khách quan nhất có thể. Và quay trở lại cái câu hỏi các bạn là 200.000 thì mua được hoa gì, thì mình sẽ gợi ý các bạn một sản phẩm của nhà Danic. Đây, với khoảng tầm hơn 200.000 các bạn sở hữu một chai 50ml và trong bộ sưu tập này nó có 5 mùi hương. Vậy thì chúng ta nên mua mùi hương nào và những cái mùi hương nào nên cần lưu ý? Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Trước khi vào review 5 mùi hương thì mình phải nói rằng là thương hiệu Danic này là thương hiệu thuộc công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn. Và nếu như bạn nào có theo dõi sâu về cái việc các brand nước hoa ở Việt Nam ấy, thì các bạn có thể biết rằng là công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn này họ có một cái thương hiệu khá là lâu đời và có tâm niên, và những sản phẩm của họ khá là tốt, đó chính là Hoa Liên. Đây là một cái thương hiệu mà mình đã có một cái video review từ những ngày đầu tiên làm YouTube, và mình nhận được bộ sưu tập đấy thì mình cảm thấy là mùi hương của Việt Nam làm cũng khá là tốt. Và công ty phục phẩm ở Sài Gòn thì sẽ sở hữu cả hai thương hiệu, đó là Hoa Liên và Danic này. Nên là nói thương hiệu Danic này là thương hiệu Việt Nam hoàn toàn là đúng luôn. Sau khi thử những cái mùi hương của Danic ấy, mình cũng rất là tò mò là perfumer ở đằng sau là ai. Thì mình có được biết rằng là Danic có hợp tác với một cái công ty Supra, đó là một công ty rất là lớn. Và đại khái là khi mà các brand có cầu nhu cầu làm về mùi hương thì sẽ đặt qua công ty này. Và họ có những cái perfumer riêng mà họ đặt ra làm mùi theo những cái tiêu chí của những cái brand yêu cầu. Và năm mùi hương này thì lấy cảm hứng là việc là khám phá năm vùng đất khác nhau, và chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem là những cái vùng đất này như thế nào. Từ từ hơi vội, bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua một chút về ngoại hình nhá. Như các bạn thấy là đây là một cái thiết kế trông nó rất đặc biệt, và cái thiết kế này thì chắc là với mình thì mình đã thử qua khá nhiều brand về nước hoa rồi, thì đây là một cái thiết kế gần như mình chưa thấy đụng hàng với ai cả. Mình biết rằng là có nhiều cái thương hiệu Việt Nam làm những cái thiết kế trông kiểu cố gắng làm giống với những cái chai nước hoa nổi tiếng ở trên thế giới để gọi là hình thức kiểu PR chạy theo ấy. Nhưng mà với Danic thì mình thấy là họ đầu tư rất là tốt về cái phần thiết kế, họ đặt được một cái công ty cũng riêng ở Pháp luôn. Và các bạn có thể thấy là chai này là chai 50ml rất là nhỏ, các bạn có thể đút vào túi nhá, đút vào túi ba lô này để sử dụng mang đi học hay là đi chơi này. Và cái phần ở đây, những cái logo và những cái phần tên ở đây họ được dập rất là chỉnh chu, chứ mình không có cảm giác kiểu rẻ tiền ấy. Như kiểu Miniso kia thì mình thấy ra là cái phần chai nó làm có phần hơi rẻ tiền, nhưng mà ở Danic này thì chữ dập rất là ổn này, nắp cũng rất là yên tâm, các bạn dập vào có nó kêu nhảy, và cái vòi xịt thì cũng rất là ổn áp luôn ấy. Đấy, rất là mịn luôn chứ không bị kiểu rẻ tiền ấy. Mình khá là bất ngờ và rất ấn tượng với cái thiết kế như này. Bây giờ chúng ta thực sự vào cái phần review về mùi hương này. Cái mùi đầu tiên là mình muốn giới thiệu tới đó chính là Whitting Mountain Air. Đây là chai nước hoa màu đỏ, và thường màu đỏ nó sẽ gắn liền với những cái mùi hương nó nặng đô, nó sử dụng tốt vào mùa đông. Thì đây là chai nước hoa mình đánh giá là chắc là chai gần như là duy nhất có thể sử dụng được vào những cái mùa khá là lạnh, đặc biệt là ở Hà Nội. Thì khi mà các bạn xịt cái mùi hương này ra này, các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi kiểu hơi cay cay, mình cảm giác là đến từ gia vị và một chút kiểu ngọt ngọt, mà nó mang lại cảm giác đúng kiểu ấm áp ấy. Cái mùi hương này nó sẽ biến chuyển rất là nhanh, cái cảm giác cay đấy nó sẽ nhanh chóng nó lắng đi, và các bạn sẽ nhận thấy là cùng một chút kiểu gỗ xong rồi xạ. Và cái mùi trên tổng thể rõ nhất mà mình ngửi thấy đó là mùi cây xô, khoảng tầm 10 phút thôi các bạn nhận thấy cái mùi của xô rất là rõ. Thì cái nốt xô này được rất nhiều chai nước hoa nổi tiếng làm, đặc biệt là chai nước hoa YSL đây, White Order Perfume này, nó có nốt xô rất đặc biệt. Nhưng mà xô ở YSL White và xô ở Danic này thì nó khá là khác nhau, khi mà xô ở đây nó được làm có xu hướng kiểu tối, kiểu ấm, chứ nó không làm theo kiểu fresh, kiểu tươi mát như là ở YSL White. Nên là với mình thì thực sự mùi hương này
ở trong tầm giá, nếu như mà ở khoảng tầm hơn 200.000, em này gọi là chấp nhận được và sử dụng được vào mùa đông, thì nó cũng không phải gọi là quá đặc biệt, nó gọi là mức kiểu an toàn ấy, dành cho cái phân khúc kiểu học sinh sinh viên. À, có một cái điều nữa về em này, đó là mặc dù cái mùi hương nó làm theo cái xu hướng kiểu hơi tối và ấm, nhưng mà nó không bị già, nên là các bạn yên tâm là những bạn học sinh sinh viên có thể sử dụng được, không nhất thiết là phải kiểu đi làm rồi, các bạn học sinh sinh viên là có thể sử dụng được, mùi nó vẫn có một cái độ trẻ trung và có một cái độ năng động trong này. Bây giờ chúng ta chơi review theo kiểu màu sắc nhạt dần nhá. Tiếp tới đó chính là Coconut Under Snow. Đây là một cái mùi hương mà mình rất ấn tượng với cái top note của trái nước hoa này. Mình khi mà mình xịt cái mùi hương này ra nhá, đây mình xịt luôn, tại vì mình cũng rất thích cái top note này. Cái top note này làm cho mình kiểu lúc nào đưa lên để hít hà liên tục ấy. Mình không biết là các bạn ở Sài Gòn có một cái cảm giác, đó là nếu như vào những ngày mà trời gió mùa về, mà kiểu sau một đêm được thông báo dự án tiết là gió mùa về, và sáng ngày hôm sau các bạn đang ở trong phòng rất là lạnh, à rất là nóng, các bạn mở cửa ra phát gió mùa nó ùa vào, một cái cảm giác rất là kiểu thoải mái, không khí rất là trong lành và cảm giác kiểu lạnh xuống người. Thì đây, khi mà các bạn xịt Coconut Under Snow về ra thì các bạn đúng một cảm giác đấy, một cái mùi the đến từ bạc hà kết hợp cùng cái vị ngọt của cam, mùi kiểu cảm giác nó như kiểu mình hình dung nó kiểu cả một cái không gian nó rất là rộng, và cả một cái làn gió kiểu mình đứng giữa những cái chân của những cái tòa chung cư ấy, cái làn gió lạnh nó ập vào người ấy. Thì khi mà mình xịt trên ngoài ra top note nó đúng như vậy luôn, phải nói rằng là mình cực kỳ bất ngờ với cái top note này. Ở đây mà trên hoa kiểu mình sẽ bốt cho anh em để sử dụng vào mùa hè luôn. Dry down của mùi hương này, các bạn sẽ thấy cái nét tươi này, cái nét mát ban đầu nó sẽ nhẹ dần xuống, và các bạn sẽ thấy một cái cảm giác hơi kiểu cặn cặn, hơi kiểu gợn gợn của trà nó xuất hiện. Nhưng mà ở đây vẫn bạc hà nó vẫn làm chủ đạo từ đầu đến cuối. Cái trà nó chỉ được điểm vào để gọi là tăng cái độ bám hỏa của mùi hương, và làm cho cái mùi hương nó có độ biến chuyển, gọi là thêm có một chút gọi là sắc nét một tí thôi. Và cái mùi hương này nó làm mình liên tưởng tới những cái ngày mùa hè mà các bạn uống những cái chai, những cái ly kiểu đi mát bạc hà rẻ ở những cái quán cà phê ấy. Nó không phải là những cái loại trà cao cấp, nó chỉ đơn giản là cái trà đi mát bạc hà thôi, không có sữa sủng gì cả đấy, thêm bắt có một cái lát chanh để ở trên. Thì đây là mùi hương mang tới một cảm giác đúng như vậy, mình phải gọi là rất là thích trái nước hoa này. Như các bạn thấy là ở đây mình có ba mùi liền, ba mùi màu xanh. Thế là thôi, mình sẽ lấy cái mùi xanh đậm nhất đi, đó chính là Coconut Richard. Thì phải nói rằng là đây là một chai nước hoa mình đã đọc được rất là nhiều bình luận ở trên những cái nhóm nước hoa, những anh em chơi nước hoa, và nói về cái mùi hương này, họ nói rằng là mùi hương này xứng đáng là mùi hương kiểu nít dành cho cái phân khúc giá rẻ, và kiểu một viên ngọc thô của đánh nít vậy. Nhưng mà khi mà mình xịt ấy, thì mình cũng rất là bất ngờ, mình không nghĩ rằng là họ có thể cái perfumer, cái việc là Dynic hợp tác với bên Simrai có thể làm ra một cái mùi hương nhảy và một cái mức giá nó có thể dành đến như vậy. Đây là một cái mùi hương đỉnh dành cho những bạn nào muốn sâu hơn, muốn chơi sâu hơn vào nước hoa, thì đây là một chai nước hoa rất là rẻ tiền, đúng kiểu một viên ngọc thô luôn, nó như kiểu Nautica Violet của dành cho mùa hè ấy. Khi bạn xịt cái mùi hương này ra nhá, các bạn thấy một cái nét xanh, cái nét xanh ở đây nó không phải kiểu xanh kiểu các bạn dí thẳng mũi vào những cái cành cây, hay là các bạn vò những cái lá nó nát ra đâu, mà cái nét xanh ở đây là như kiểu các bạn đang đi giữa một cái rừng cây vậy. Nó không mang đến cái cảm giác quá là lạnh, nhưng mà nó các bạn sẽ ngửi thấy những cái mùi xanh của cỏ cực kỳ rõ. Nó cũng không bị cái cảm giác đất đâu, tại vì thường cái nét xanh nó sẽ đi với cái nét kiểu patchouli, nó làm kiểu hơi kiểu đất ẩm ấy, nhưng mà ở đây thì nó không bị như vậy, nó chỉ đơn giản là cái mùi xanh thôi. Và các bạn thấy một cái nét hơi ngọt đằng sau. Và về sau ấy, mùi hương này nó có một cái điều mình cực kỳ ấn tượng, nó là chảy từ sau lên một cái nét hơi kiểu chua chua, và cái nét xanh ở đây nó dịu xuống, thì nó hơi giống mùi me các bạn, mùi nước me ấy. Cái cảm giác mà khi các bạn kiểu uống cái nước me, các bạn sẽ cảm thấy chua chua ở cái phần cuối họng này, thì khi mùi hương này nó mang đến đúng cảm giác như vậy. Và đặc biệt là khi mà dry down của mùi hương này, nó làm mình liên tưởng tới chai nước hoa Tân Hoa Dương 13, cái nét xạ béo đi với Isoe Super ở trong ngoài, giống dã man. Khi mà mình xịt lại lần thứ hai, lần thứ ba, và khi dry down mình thấy rằng mùi hương này giống với Another 13, nhưng mà nó mỏng hơn. Phải nói rằng là mình quá là bất ngờ với cái mùi hương này luôn. Đây là một cái mùi đáng giá nhất của Dynic luôn, mua nhanh không phải cháy hàng đấy, ngon vãi luôn. Và vị trí số 4 đó chính là Swimming at Riverside. Theo như mình biết thì đây là best seller của Dynic. Mùi hương này thì mình cũng hiểu tại sao nó là best seller của Dynic. Đó là mùi hương này nó là clone của
YSL Wine EDP. Một chút kiểu fruity đến ngọt ngọt đến từ táo này, rồi xô này, xong rồi về sau có độ ngọt của độ tonka. Hai cái mùi hương này nếu như thực sự là nếu như các bạn xịt mà các bạn để em này xịt trước khoảng tầm 2 tiếng và sau rồi các bạn xịt lại mùi này thì các bạn so sánh hai mùi nó chẳng khác gì nhau cả. Mình thấy rằng là đầu tiên mình ngửi thấy có mùi giống với mùi của YSL Wine đến như vậy. Và nếu như các bạn chưa xem video về em này, các bạn có thể xem cái đường link nó sắp sửa hiện ở trên này. Nó các bạn sẽ rõ được là em này sẽ sử dụng như nào, phù hợp với cái phong cách ra sao. Thì nếu như các bạn sinh viên không có tiền mua Wine của YSL thì các bạn có thể mua Screaming at Riverside. Nếu mà nói rằng là nó giống hẳn thì chắc chắn là nó sẽ xoắn môi của Wine luôn, chả ai mua YSL nữa. Nhưng mà mùi hương ở đây thì về cái phần mùi nhá, mình cảm thấy là giống một tổng 80% đến 90%. Nhưng mà về các bạn sẽ có thấy là nó có một cái độ mỏng, mùi nó sẽ mỏng hơn. Và như mình nói là YSL ấy thì nó dùng vào mùa đông thì nó bị yếu, dùng vào mùa hè ở Hà Nội thì nó lại bị kiểu nồng quá. Nhưng mà với đây Screaming này thì các bạn sẽ dùng được tốt vào mùa hè. Mùi hương cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Promenade at the Seaside. Các bạn có thể biết là những brand rất là nổi tiếng ở trên thế giới, dù là knit hay là designer, thì khi mà họ làm ra một cái dòng sản phẩm nào đó thì sẽ có những cái chai được đánh giá rất là cao, được số đông người yêu thích. Nhưng bên cạnh đó thì có những cái chai sẽ không được thành công cho lắm. Và đây là một trong những cái chai như vậy. Hoặc là có thể cá nhân mình không thích cái gu làm mùi kiểu như thế này. Như cái tên thì các bạn có thể thấy rằng là mùi hương nó sẽ miêu tả cái việc là các bạn đã chơi ở một cái bãi biển đi. Nhưng mà với mình thì khi mà mình dạo chơi bãi biển, cái cảm giác đầu tiên mình sẽ nhận thấy đó là một cái mùi hương tươi sáng. Cái thứ hai đó là một cái cảm giác dễ chịu, thoải mái. Cái thứ ba đó là phải có cái nốt hương aquatic. Chắc chắn không? Đã chơi ở ngoài biển mà. Đây, mình vừa xịt ra đây. Thì với mùi hương này khi mà mình xịt ra, mình cảm thấy rằng là nó có một cái nét mặn. Nhưng mà cái nét mặn đây cảm giác nó không thật. Và nó bị kiểu synthetic. Khi mà mùi hương này mình xịt ra tay nhá, thì mình cảm thấy rằng là nó như kiểu là cái nét mặn kiểu của mồ hôi kết hợp cùng với vị ngọt của cam vậy. Nó không phải giống ở bãi biển mà nó giống như kiểu một anh chàng vừa mới đi chạy về và các anh ấy đang uống một cái ly nước hoa quả gì đó. Và dry down của mùi hương này ấy, thì mình có cảm giác là nó khá là ngọt và nó không hợp gu của mình lắm. Mình ngửi mình bị hơi kiểu đau đầu một chút và mùi hương này có lẽ là không hợp gu của mình. Nhưng mà nếu như bạn nào mà quan tâm đến sản phẩm này, quan tâm đến cái tên và đặc biệt là các bạn kiểu thích những nốt hương aquatic thì các bạn nên thử kỹ mùi này trước khi mua. Các bạn thấy hôm nay video có gì đặc biệt không? Đó là mình không nói về độ bám tỏa những chai nước hoa này. Tại vì trên da mình, những cái mùi hương của Dynic nó chỉ rơi vào tầm 5 đến 6 tiếng. Như kiểu em Wetting Mountain Air này, nó trên da mình thì được tầm 6 đến 7 tiếng. Cũng ổn, đây là chai nước hoa mình đánh giá là bám tốt nhất của Dynic. Còn với những cái sản phẩm như kiểu là Buconic Retreat này nhá, hay là chai Buconic, đây là hai chai nước hoa mình rất thích hai cách làm mùi này, thì nó chỉ lưu ở trên da mình tầm 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng. Mình mong chờ là nó sẽ lưu được nhiều hơn, tại vì thực sự mình rất ấn tượng với hai mùi hương này. Hoặc cũng có thể là do da mình không hợp, tại vì mình có trao đổi với mấy bạn khi mình đăng cái bài này lên Facebook hay là lên cái cộng đồng trên YouTube ấy. Các bạn ấy cũng bảo là cái mùi của chai đỏ nó bám rất là tốt từ sáng đến chiều, nhưng mà có người thì bảo là mùi không tốt, nên là mình nghĩ là các bạn nên thử. Và bây giờ là cái quan điểm của mình về cái thương hiệu Dynic này. Phải nói rằng là đây là một thương hiệu Việt Nam mà mình luôn luôn muốn ủng hộ những cái sản phẩm của Việt Nam và giới thiệu những sản phẩm của Việt Nam đến với những cái người Việt. Nhưng mà với chất lượng phải ngon nhá, thì đây mình đã review hết cho các bạn rồi. Và các bạn có thể thấy rằng là với một mức giá rất là rẻ thì cái thương hiệu Dynic này nó sẽ tập trung đánh vào những bạn học sinh, sinh viên, những bạn không có quá nhiều tài chính. Mà ở đây các bạn sẽ nhận được cái mùi khá là tốt so với tầm giá. Hoặc là có thể họ có những cái sản đây dòng sản phẩm đầu họ sẽ đầu tư rất là nhiều. Nhưng mà mình mong rằng là Dynic có thể tiếp tục phát huy cho ra những cái line rẻ tiền này, nhưng mà chất lượng nó phải tốt để cho những bạn học sinh, sinh viên có thể hướng tới. Cái thứ hai đó là thương hiệu này thì các bạn có thể mua rất dễ dàng ở trên những cái sàn điện tử, rồi ở những cái trung tâm thương mại, những cái siêu thị, chứ các bạn không nhất thiết phải ra những cái store, những cái trung tâm lớn, hay là vào hẳn những cái cửa hàng nó chuyên về nước hoa. Các bạn chỉ cần kiểu đi chơi ở trong trung tâm thương mại thôi, hoặc là các bạn kiểu
lướt ở trên Tiki thì các bạn nhìn thấy các bạn có thể mua được, và cái việc mua nó ship rất là dễ dàng. Đấy là một cái điểm mà mình nghĩ là rất là tốt từ những cái sản phẩm đến từ Việt Nam. Cái điều thứ ba mà mình rất thích ở Danic đó chính là đây là một thương hiệu Việt, và họ không phải là cái kiểu đi theo những cái brand như là Mora hay là những kiểu Cleopatra để làm ra những cái mùi hương giống với những chai nước hoa nổi tiếng, hay là thậm chí còn lấy thẳng gọi là concept, lấy thẳng thiết kế của chai để về làm trên chai nước hoa của mình và lấy cái mác Việt Nam. Nhưng mà ở Danic này các bạn thì đấy là thiết kế riêng biệt, không đụng hàng, cái đó là chả đụng hàng với chai nước hoa nào mà mình có ở đây cả. Và cái tiếp theo đó là mùi họ làm rất là chất lượng. Đó, thì chúng ta thấy là họ có sự đầu tư, họ có sự nghiêm túc ở trong này. Và mong rằng là ngoài Danic ra thì chúng ta có những cái thương hiệu Việt Nam chất lượng hơn để có thể người dùng Việt Nam có thể dùng hàng Việt Nam, chứ không phải kiểu chạy theo những cái thương hiệu nổi tiếng làm gì cả. Và nếu như thấy video này hay, bổ ích, đừng quên việc like, share và ấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất. Video sau chúng ta cùng nói về Mora nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.